Chào mừng các bạn trở lại kênh của tôi. Và hôm nay thì tôi lại tiếp tục sẽ thêm một phần về hợp âm dẫn cho tất cả các bạn đệm thành ca. Đó chính là một hợp âm son thang thứ trừ 5. Yeah, các bạn vừa thấy tôi dẫn hợp âm son thang thứ trừ 5 không? Đây cũng là một hợp âm dẫn rất hay. Tại sao trong đô trưởng lại có hợp âm son thang thứ trừ 5 ha? Nếu mà các bạn follow kênh của tôi hoặc là các bạn là học viên của tôi thì đều biết là trong tập 2 của tôi về trưởng thứ hợp âm giai điệu có hợp âm son thang thứ này các bạn này. Đây là hợp âm dẫn rất là thú vị. Là cái chính của những hợp âm dẫn là tạo màu sắc. Có nhiều bạn thì cũng nói là thầy ơi em cũng học rất nhiều nơi nhiều chỗ rồi, cũng chơi bao nhiêu năm rồi nhưng mà không có thay đổi, màu sắc không có gì nhiều. Bởi vì thực sự là bởi vì đôi khi chúng ta bị quen một cái lối cũ, hoặc là chúng ta không chịu update thay đổi về hòa âm như chính mình. Bởi vì là âm nhạc hay nhất là cái phần hòa âm ha. Hòa âm nó mới tạo được cái màu sắc rất là thú vị. Nó giúp cho người ta hay hơn, vì hồn tác phẩm âm nhạc là hòa âm, hồn của tác phẩm họa là màu sắc. Cái người họa giỏi pha màu thì bức tranh nó đẹp, còn nó có hồn. Và còn người chơi đàn mà phối hòa âm, biết nắm sâu về hòa âm thì cái bài nó sẽ bay và nó có giá trị. Thì tôi lấy ví dụ ở trong bài Silent Night các bạn này. Ở đây tôi sử dụng âm dẫn là son này. Son thang thứ trừ 5 về xong về pha thang thứ trừ 5. Bạn thấy không? Chỉ một hợp âm như vậy không thôi đã làm cho cái đoạn đó hay hơn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn đệm hãy luôn sử dụng hợp âm dẫn ha. Đệm thành ca hay thì phải sử dụng hợp âm dẫn. Tôi lấy ví dụ như thế này, tôi có một vòng hòa âm. Đó, bạn thấy chưa? Thế thì ở đây hợp âm son thang thứ trừ 5 thì nó sẽ dẫn về la thứ sẽ rất là hiệu quả. Đó, hoặc đi xuống liền mà. Các bạn thấy không? Rất là thú vị ha. Hoặc là rất nhiều các bài thánh ca mà chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như là bài Phó Thác Chúa ơi hồn con, xin Phó Thác trong tay Chúa những kỳ hồn con. Thì đô đi đa tí thơ, tí đa thì đô, tí đa 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 tí đa, tí đô tí ta tí ta. Thấy chưa? Ta ra ti ra ra ta. Đó, các bạn nhìn là tôi dẫn nhé. Ti ra ta ti ta ta. Ở đây đâu không? À, thấy chưa? Si thứ 77 về sau thang thứ trừ 5 về là. Đó. Ti ra ta ti ta ti ti ta. Son thang giảm thì rõ ràng cái hợp âm son thang thứ ở đây rất là hiệu quả. Nó hút đẩy cao trào hơn, làm cho người nghe nó thú vị hơn. Và mục đích là các hợp âm càng căng thẳng và nghịch và khó chịu, bản chất là hợp âm giảm mà. Nó càng nghịch càng khó chịu thì nó làm càng đẩy cái cao trào lên, nó làm. Và khi mà mình càng nghịch mình giải quyết được thì nghe lại rất là thích. Thì bản chất nghịch mà giải quyết được thì người nghe cảm thấy đã tai ha. Ví dụ vậy, đó là một bài, hoặc là rất nhiều các cái bài khác mà các bạn có thể có những vòng hòa âm này. Thank you.
Đó, các bạn thấy chưa? Có những hợp âm mà bài trước thì tôi nói về hợp âm pha thăng thứ. Đây, hôm nay tôi nói về hợp âm son thăng thứ dừng năm. Nó sẽ rất là thú vị và hấp dẫn và độ hút đẹp hơn để hút về những hợp âm gốc nghe rất là đã tai. Hoặc là đối với những hợp âm sau, nếu mà sâu hơn thì dần dần tôi sẽ nói với các bạn về hợp âm 7. Hợp âm 7 giảm với cả son thăng 7 giảm thì nó hay hơn rất nhiều, nó thú vị hơn rất là nhiều, bởi vì đệm thành ca hay nữa thì các bạn phải sử dụng hợp âm 7. Hợp âm 7 nó rất là trang trọng, ví dụ các bạn vừa nãy tôi đoạn đầu tiên tôi vào. Thì các bạn thấy không? Rất là đẹp. Hoặc là sẽ rất là thú vị. Dần dần các bạn, và đặc biệt là các bạn nào mà học viên của tôi thì đều biết trong tập 2 tôi nói sâu về hợp âm 7, 9, 11, 13. Giống như hợp âm này tôi hợp âm sử dụng la thứ 6 này. Đó. 6, 13 nó khác nhau cái điều gì? Rất nhiều màu sắc rất là thú vị. Hoặc là các bạn muốn chơi hòa âm 4 bè thì các bạn phải giỏi về hòa âm. Tôi lấy ví dụ như này này. Đô nhé. Đô sốt 4. Fa bát đô. Thấy chưa? Ré thứ 7, son 7. Muốn viết được hòa âm 4/4 bè, các bạn phải thực sự rất là chắc về hòa âm, tại vì nó là màu sắc. Nếu các bạn chỉ giữ đô trưởng này không thôi thì nó vậy thôi. Nè. Ti ra ti ti, ti ra ra ta, ta ra ti, đô đô son. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nghe nó không có màu sắc, và cái hòa âm nó cần có sự di chuyển, vận động hòa âm. Nó di chuyển từ âm này sang âm khác. Các bạn thấy chưa? Ti ta ti ta ti ta ti ta ti ti. Đó, cả trên cả dưới. Các nốt nó được thay đổi với nhau nghe rất là thú vị. Nó có sự uyển chuyển hòa âm, nó làm cho màu sắc. Ví dụ như là ti ta ti ra ta ti ra ta ti ta ti ti. Vậy không? Ta ti ta ti ta. Các bạn thấy nghe nó khác hơn nhiều ha. Nó tinh tế hơn và đẹp hơn ha. Và làm thấy thú vị hơn. Đó. Và tới điều này tôi rất khuyến khích các bạn nên đi học. Thà học nghiêm túc và học hệ thống hơn thì nó giúp cho các bạn không bị cóp nhặt. Cũng có rất nhiều bạn nhắn tin về cho tôi là em cũng học rất nhiều nơi rồi ha, rồi cũng rất nhiều các lớp, rất nhiều trung tâm và rất nhiều sách mua về để đọc mà vẫn chưa có hiệu quả. Thì qua đây thì tôi cũng nói với các bạn nào mà quan tâm học về hòa âm thanh ca và hòa âm bốn bè thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ giáo trình đệm hát của tôi gồm có 5 tập. Thì cái cách học của tôi là mỗi một bài tôi đều có giáo trình là file PDF cộng với clip hướng dẫn đi kèm. Thì các bạn bận ban sáng thì chưa học, có thể tối học, đêm các bạn đeo tai phone vào học. Nói chung là nó giải quyết rất nhiều các bạn vấn đề về thời gian bận rộn, có thể vẫn thực hiện được đam mê của mình. Đó, và mỗi bài học các bạn có câu hỏi thì các bạn nhắn tin cho tôi. Đó, các bạn take note lại. Hoặc sau 5 bài các bạn quay clip lại, tôi sẽ sửa ngón cho các bạn. Đây cũng là cái cách học của rất nhiều trường âm nhạc trên thế giới đang áp dụng, tức là người học viên và người hướng dẫn được tương tác với nhau, làm cho các bạn sẽ luôn luôn được người đồng hành cùng mình ha. Và học đâu tôi sửa, nó sẽ giúp cho các bạn được rất là nhiều. Và các bạn thực hành có thể chọn những bài thánh ca, vân vân. Và rất nhiều các anh chị ở khắp nơi, rất nhiều các quốc gia thì đã học và đã tiến bộ từng ngày. Có rất nhiều các bạn là trên kênh của tôi hoặc là trên group Facebook của tôi thì sẽ thấy rằng rất nhiều các anh chị đã học và quay clip gửi về cho tôi, và thậm chí có những bạn nhỏ 6-7 tuổi cũng đã học. Để nhiều các anh chị đã bận rộn mà không có biết tìm cái phương pháp nào cho đúng, thì đây cũng là một phương pháp rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giải quyết được cho các bạn rất rất nhiều vấn đề. Và đây cũng là khoa học trọn đời nữa, thế là các bạn học mọi lúc mọi nơi ha. Nó rất là tiện lợi. Nên các bạn nào mà có quan tâm đến những khoa học đó thì có thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi ha. Tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả, tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.